tiên trong cái khóa học HTML, CSS hay và Bootstrap Dimension này. Tôi muốn hướng dẫn cho các bạn làm cái website tỉnh ha. Bởi vì trong cái khóa học này chúng ta không có lập trình web, cho nên chúng ta sẽ dàn layout và chúng ta sẽ bố cục như thế nào để chúng ta được những cái giao diện của website. Thì sau khi không khóa học này thì tôi nghĩ là các bạn sẽ biết nắm vững được những kiến thức về web. Sau đó, và đặc biệt là những cái phần quan trọng như là Dimension và Bootstrap web. Và cũng như chúng ta bố cục cái layout của chúng ta như thế nào, chúng ta làm sao web sao cho nó thân thiện đối với người dùng ha. Thì xong cái khóa này chúng ta có thể học thêm những cái môn, cái khóa về lập trình web ha. Học cơ sở liệu xong học lập trình web hoặc là học WordPress, xây bán hàng vân vân, để chúng ta hiểu rõ, chúng ta nắm rõ và chúng ta làm một cách gọi là nhuần nhuyễn ha. Thì cái bài tập đầu tiên là tôi muốn cho các bạn là chúng ta làm cái website như thế này ha. Chúng ta làm một cái website như thế này. Chúng ta chỉ dàn thôi ha, chỉ dàn layout thôi, chúng ta không có code chức năng. Tuy nhiên thì đây là một cái website mà tôi nghĩ các bạn cũng có thể dùng để chúng ta giới thiệu cho cá nhân của các bạn, giới thiệu những dịch vụ riêng của các bạn mà website tỉnh không ha, cũng được ha. Thì cái website chúng ta nó chia thành những cái phần sau đây các bạn thấy ha. Thì chúng ta có thể phân tích cái website này ha, chúng ta phân tích nó bởi vì chúng ta đã học cái phân tích layout rồi nè, trong những cái chương đầu tiên. Rồi chúng ta cũng học Dimension Bootstrap rồi, học tất cả những kiến thức rồi. Bây giờ chúng ta tập trung để chúng ta làm cái bài tập này. Thì các bạn nhận xét đầu tiên, các bạn thấy phần đầu tiên mà chúng ta có logo hoặc là tên website ở đây. Đây là các cái phần menu của chúng ta, đây là phần menu, được chưa nào? Và các bạn sẽ thấy là gì? Cái khu vực đầu tiên của chúng ta nó full width đúng không nào các bạn? Nó full ra hai bên, đúng không? Nó full width hai bên. Và chúng ta cũng chia cái phần ở bên trên cùng này và cái phần ở khu vực này. Thì các bạn thấy trên cùng này có thể là chúng ta xài container, còn nguyên cái khu này chúng ta xài cái thằng bao ở ngoài là thằng container flood đúng không các bạn, theo cái Bootstrap của chúng ta. Rồi chúng ta tạo những cái header, rồi tạo những cái form để chúng ta submit này. Thì khi mà chúng ta bắt tay vào làm thì các bạn thấy nó rõ hơn. Đầu tiên chúng ta phải phân tích nó, phân tích nó ra trước để chúng ta làm cho nó dễ hơn. Được cái nào mà chúng ta thấy full width. Còn cái thằng này thực chất nó có một column trước các bạn và nó nằm chính giữa của chúng ta. Đến phần này thì các bạn thấy là gì? Chúng ta bị bó hẹp hai bên đúng không nè? Bó vào hai bên. Được chưa? Bó vào hai bên. Thì nó sẽ xài cái gì các bạn? Container đúng không nè? Và các bạn thấy là khi roll lên roll xuống này các bạn, roll lên roll xuống, cái menu của chúng ta vẫn không thay đổi. Có nghĩa là nó đang ở cái position bằng gì các bạn? Fit đúng không nè? Position fit. Lát chúng ta sẽ xem nó như thế nào đúng không? Rồi các bạn khi thấy tôi roll nè, tôi roll đến cái phần giới thiệu này thì ngay cái menu của chúng ta cũng được sáng lên. Thì chúng ta xài hiệu ứng gì khi chúng ta roll đến dịch vụ chẳng hạn. Thì nó cũng sáng cái phần dịch vụ lên cho chúng ta. Được chưa nào? Rồi, đó nghĩa là khi chúng ta roll thì cái menu chúng ta fix và nó sẽ tương ứng với cái phần mà chúng ta tham khảo thì nó sẽ đi đến, nó sẽ chạy đến cái phần đó luôn cho các bạn luôn. Hoặc là chúng ta roll đến đâu thì nó chạy đến đó ha. Roll đến đâu thì nó chạy đến đó. Rồi, trong cái này tiếp theo thì chúng ta giống như tôi nói, chúng ta có phần container, rồi chúng ta chia thành hai column chẳng hạn, một column bên này có độ rộng bao nhiêu và một column chứa cái những cái biểu tượng này ha. Tương tự như này chúng ta cũng có cái gì các bạn, cái màu này khác của cái màu này và nó vẫn nằm trong cái container nó nằm trong cái dạng là layout container, chúng ta cũng cho là container và chúng ta cũng chia Bootstrap ra bên này bao nhiêu phần và bên này bao nhiêu phần để nó phân biệt ra như vậy Rồi tương tự cho cái này chúng ta cũng có gì các bạn, cũng có gọi là container tuy nhiên chúng ta chia làm hai phần, phần ở trên này được cái nào chúng ta có thể là nó full, nó một hàng thôi, còn ở dưới này chúng ta chia ra nè các bạn, một cột này, hai cột nè và ba cột, chúng ta chia ra làm ba cột, 12 chia 3 có thể chúng ta lấy một phần, một phần mấy các bạn, 1/3, 1/3, 1/3 đúng không? 1/3, 1/3, 1/3. Được chưa nào? Rồi. Đó là chúng ta chia ra chúng ta làm cái này dưới này, sau khi chúng ta đi đến cái này rồi đến dự án tiêu biểu chúng ta cũng chia ra đúng không? Đây là cái phần container nó chứa ở trên chúng ta có một cột, còn dưới này chúng ta chia làm ba cột. Thì nó là 1/3, 1/3, 1/3, hay chia làm ba cột để chúng ta giới thiệu những dự án tiêu biểu của chúng ta. Rồi đến cái khách hàng thì các bạn thấy cái này chúng ta xài gì các bạn nè? Chúng ta xài gì nào? Khi mà các bạn thấy những cái này thì chúng ta lập tức nghĩ ngay đến cái phần Carousel. Carousel tôi đã giới thiệu cho các bạn rồi. Indicator đúng không nào? Carousel thì chúng ta sẽ dàn cái phần Carousel này. Được chưa nào? Rồi tương tự đến cái phần bảng giá thì chúng ta cũng chia column ra đúng không nào? Chúng ta cũng chia column ra làm gì mấy các bạn? Chia ra làm 3 và một phần chúng ta sẽ đưa cái nội dung vào, đưa cái nội dung vào. Rồi đến phần liên hệ thì chúng ta chia ra bao nhiêu các bạn, phần này là một, phần này là hai, chúng ta chia hai cột, nhưng cái độ rộng thằng này có thể là mấy các bạn nhỏ hơn cái độ rộng này, hay là chúng ta sẽ chia sau. Rồi chúng ta gắn một cái bản đồ Google Maps và chúng ta cũng có những cái gì các bạn, cái footer, cái bản quyền của chúng ta, rồi chúng ta có cái bấm này thì nó chạy lên hàng đầu
tôi đi từ đầu đến cuối cho các bạn thấy, chúng ta roll từ trên xuống dưới để chúng ta thấy cái trang web của chúng ta. Thì các bạn thấy mặc dù nó là trang web tĩnh nhưng nó cũng đầy đủ những cái phần của một trang web động ha. Thì trang web động là các bạn nó cho phép chúng ta thêm những điều động trong cơ sở liệu, còn cái này chúng ta muốn sửa thì các bạn sửa trực tiếp trên file HTML, phần HTML. Thì sau khi phần giới thiệu này thì tôi sẽ chỉ cho các bạn lần lượt từng bước chúng ta sẽ đi đến code cho từng phần. Tôi cũng code rồi, tôi sẽ chỉ cho các bạn từng phần. Rồi.